Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về thêm ha. Đây là cái chai mẫu bò nước mấy hôm nay của Ba Tê này anh em ha. Hôm nay đã về về thêm rồi nè. Thì anh em đang có nhu cầu thì mình có thể ghé mình mua nha. Giá là 85 ngàn một chai. Cái chai này là 400 500 ml ha. Đây. 500 ml. Mỡ bò nước. Cái dòng này thì chúng ta có thể xịt sơn bạc đạn, bản lề cửa đồ các kiểu ha. Cái này thì mình có review cụ thể cho anh em rồi nha. Chủ yếu là nó bôi trơn sơn là ngon nè anh em ha. Nó lấy cái hình của cái dây sơn thấy không, ta xịt vô cái là ngon luôn á. Này mở bò nước ha, mở bò nước rồi ok ha. Chai này về lại rồi nè, thì mình sẽ để thêm cái video phía sau cái này để cho anh em xem. Video chủ yếu thông báo là đã có hàng rồi ha. Hôm trước thì về ít lắm, nay mà không có nhiều chai á, thì nay có về thêm rồi nè. Thì anh em có nhu cầu thì mình có thể ghé mua nha. Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay em cửa hàng mình sẽ làm review cụ thể cho anh em về cái chai mỡ bò nước của hãng Ba Tê này nha anh em. Thì trước tiên mình sẽ đọc về cái thông số của cái chai này ha. Thì đây là có dạng mỡ bò dạng phun của hiệu Ba Tê ha, với công thức đặc biệt chịu được điều kiện khắc nghiệt, chịu được cái áp lực cao sau khi phun tạo ra một lớp màng bôi trơn đặc biệt ha, chịu được rung động và khả năng bôi trơn tuyệt vời. Mỡ bò dạng phun được bảo vệ chống ăn mòn nè, chịu được nước ha, chịu được nước nè. Ví dụ như chúng ta xịt vào những dây sơn này nè, chúng ta chạy trong môi trường nước á thì cũng ok nè ha. Rồi chịu được nước, rồi chịu được nước mặn ha, acid yếu thôi nha anh em, và kiềm, và có khả năng chống rỉ, chống ma sát cao. Sản phẩm được thiết kế dạng phun ha, thường phun thì nó có ưu điểm là anh em có thể len lỏi vào trong những cái ngóc ngách mà mỡ bò bình thường nó không có tới. Ví dụ trong những cái dạng phun mà nó mình phun trong cái cốt nè ha, thì nó sẽ ăn vào bên trong hơn, ví dụ vậy đó. Rồi kế tiếp nữa thì thấm sâu vào các khe hở hẹp nhất ha. Sản phẩm chịu được áp suất cao, kích dính ổn định ha đó, không bị văng. À, có nghĩa là khi mà chúng ta phun vào những sợi dây sơn này nè, khi mà chạy tốc độ cao nó sẽ không có bị văng ra. Đó là cái thông số nó vậy nha. Rồi kết dính ổn định ha, ổn định trên bề mặt rất cao ha, không bị văng do tác động của lực quay ly tâm nè. Ứng dụng thích hợp cho việc bôi trơn trong cả các trường hợp yêu cầu khắc nghiệt, chuyển động tăng tốc và liên kết ly hợp, rồi bản lề cùi khóa đẩy chân. Nói chung là những cái chi tiết nào chúng ta cần bôi trơn á thì chúng ta sử dụng cái này nha. Thì ngoài cái này thì những yếu tố ví dụ như chống ăn mòn hoặc độ bám dính cao hoặc là những yếu tố mà nãy mình đọc á, thì nó tác dụng chung thì gọi là nó khi mà nó xài trong những cái sơn này nó vẫn có tác dụng là dưỡng sơn ha, nó chống ăn mòn, chống đó. Thì anh em khi mà xài vào những cái sơn và xe máy thì có tác dụng là nó dưỡng anh em ha. Thì trên xe máy thì chúng ta sử dụng rất là nhiều về cái sản phẩm này ha. Ngoài chuyện sơn nè, rồi khi mà chúng ta rửa ra thì chúng ta có những cái dây nằm ở trên đây chúng ta cần xịt mỡ bò vô thì chúng ta xịt ha, thì nó rất là nhiều. Hoặc là những cái bản lề cửa nè, bản lề cửa này chúng ta mỡ bò chắc đâu vô bình thường nó sẽ nước thôi, nhưng mà sử dụng mỡ bò này chúng ta xịt vô một cái là ngon lành luôn ha. Đó, ứng dụng rất là nhiều. Thì cái chai này khi mà chúng ta xài đó, chúng ta sẽ anh em bật nắp ra và gắn cái giòi vô nha. Cái này nó có cái giòi. Hiện tại cái dòng này thì nó chưa có hàng giả anh em nha, chứ nếu mà anh em xài mà những cái dòng mà RB7 hay gì đó, trời ơi, giả quá trời giả luôn. Hiện tại bây giờ cái dòng này chưa có hàng giả, nói chung chất lượng ok thì mình xài thôi. Nó gắn cứng vô nha. Đó, đây anh em ha, lắc lên nè, quay ha, mình phun ha. Đó, rồi cái chất mà phun này nè thì nó sẽ là mỡ bò ha. Ok. Này, mình sẽ phun thử cho anh em một cái này ha, cho anh em biết nè. Bắt đều lên nha. Đó. Anh thấy không? Đây ra một lớp mỡ bò nè ha. Đó nha anh em. Nó phun rồi ra một lớp mỡ bò chứ nhiều đó ha. Ok, mỡ bò này nó bám cực kỳ tốt luôn. Nó làm nhiệm vụ là bám rất là tốt, nha, bám rất là tốt cho những cái sơn này có thể chạy ngâm nước được. Những anh em mà đi những cái xe mà sơn cần á thì đa phần là chúng ta
chúng ta dùng những cái này để nó bảo vệ sên nha anh em. Những cái mỏ bò như này nè nha, xịt nó len lỏi vào trong, hoặc là những cái bản lề như này đây, nó lên xuống nè nha. Chúng ta cần xịt vô thì chúng ta sẽ xịt vô thôi. À, cái này nó tiện lợi hơn rất là nhiều ở chỗ so với cái nhớt bình thường. Ví dụ với cái giá chỉ có 85 ngàn thôi, anh em cần thì lấy anh em xịt thôi. Thời gian sử dụng cái từ khi ngày sản xuất tới là 3 năm nha. Ví dụ như chúng ta cần bôi trơn vậy, chúng ta xịt vô là nó sẽ bôi trơn thôi, nó sẽ hơn chỗ nhớt. Nhớt chúng ta tưới thôi chứ nó không xịt được. Còn này nó có lực, nó bóp cái là nó xịt vô luôn. Ví dụ đây chúng ta xịt vô nè. Thì nó sẽ ăn vô bên trong ha. Đó. Anh em ha. Thì mỡ bò nó sẽ thấm vào bên trong. Ok ha. Rồi, như quản lại cửa ở đây. Nó xịt vô. Ha, hoặc xịt trên cốt này cho thấm xuống. Ok. Rồi. Đó là về cái công dụng của cái chai này ha. Về ứng dụng thì con này rất là nhiều. Ngoài ra thì mặt đạn, ví dụ chúng ta xài những cái bánh xe đẩy như vậy ha, bánh xe đẩy đây. Xài đây ha. Còn bôi trơn thì chúng ta sẽ xịt vào trong đây ha, nó có những cái bôi trơn đây. Đó. Ha, là ngon lành luôn. Gia đình chúng ta xài những cái này thì nó quá nhiều anh em, mà xịt vô. Rồi nó thấm rồi đó. Đối với chai xịt thì tiện dụng cực kỳ luôn ha. Rồi, hoặc là những cái cốt này. Đó, những cái cốt này nè. Những cái cốt này thì chúng ta cần thì nó xịt vô. Đó, nhưng nó xịt vô nó bôi ha, các kiểu thôi. Rồi cho nó bóp cò cho nó quay ha, để nó bôi trơn. Nó dạng mỡ bò mà anh em. Nói chung anh em cần bôi trơn cái gì thì chúng ta sử dụng cái chai này thôi. Đó, nó có hình cái motor nè, thì nó có hình cái motor thì nó xịt dây sên nè. Thấy không? Thì ở bên đây thì có những chi tiết nè, dây sên nè, bạc đạn nè, bản lề nữa ha. Đó. Sơn bạc đạn bán lời ha, mà đa phần thì cái gì mà cần bôi trơn thì chúng ta sẽ sử dụng, nhưng mà nó có những cái ưu điểm về chống được nước, chống ăn mòn, chống được nước mặn, axit kiềm gì đó, những ưu điểm đó thì chúng ta nên xài những cái sơn là tối ưu nhất, là rất là ngon luôn. Những cái tiệm sửa xe máy hoặc anh em gia đình chúng ta yêu quý cái xe ha, xe cộ gì đó, chúng ta cần bảo dưỡng cho nó thì chúng ta mua về chúng ta xịt nha. Rồi ok, với giá tiền chỉ có 85.000 thôi, 85.000 cho cái chai xịt này nha, chai xịt mỡ bò nước. Thì anh em có nhu cầu thì mình là liên hệ nha, 85.000 một chai. Rồi ok, một nữa cảm ơn em ha, xin chào và hẹn gặp lại.